Chào các bạn. Vụ việc Phúc XO trong thời gian vừa qua đã đưa các bạn đi từ những bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bất ngờ lớn nhất mà chúng ta không thể nào tin được đó chính là việc Phúc XO đã sử dụng cái số lượng vàng giả thực sự là rất lớn để PR và quảng cáo cho cái hình ảnh thương hiệu của mình cũng như quán karaoke XO. Một câu hỏi được đặt ra mà cộng đồng mạng xã hội đang dấy lên trong thời gian vừa qua đó là Phúc XO đã vô tình dẫn cơ quan chức năng là công an tới với hoạt động vi phạm của mình như thế nào? Thì hôm nay chúng tôi sẽ làm rõ với quý anh chị em và các bạn về những cái luận điểm giải thích tại sao ông Phúc XO đã vô tình dẫn công an về nhà ra làm sao? Điều đầu tiên chúng tôi muốn nói với anh chị em và các bạn là chúng ta không thể phủ nhận cái sự việc mà bằng ông Phúc XO đã sử dụng việc đeo vàng nhiều để quảng bá thương hiệu cho chính bản thân mình cũng như quảng bá thương hiệu cho quán karaoke Pharaon XO thành công như thế nào, tuyệt vời như thế nào. Thì tôi đã có những cái nhận định chia sẻ với quý anh chị em và các bạn trước đó, và điều đó đã đem lại những cái sự nổi tiếng rất là lớn cho Phú Yêu. Nhưng ông bà ta đã từng có câu: cái gì quá cũng sẽ không tốt, và cái việc nổi tiếng quá sẽ thu hút đám đông nói chung. Nhưng trong cái việc thu hút đám đông thì chắc chắn sẽ phải có một cái câu chuyện, đó là sẽ thu hút cái ánh nhìn, cái góc nhìn của các cơ quan quản lý. Và khi anh Phúc XO sử dụng các cái chiêu trò bài bằng việc mạ vàng các loại xe, đeo rất nhiều vàng trên cổ, đeo rất nhiều vàng trên tay, trên làm những cái nhẫn to, và thậm chí gần đây nhất thì anh ta làm cả một cái nón bằng vàng. Rồi nhập rất nhiều những loại xe hay là quảng cáo bia, thì nó làm cho cộng đồng mạng, làm cho những người quan tâm và những người gọi là yêu thích cái sự giàu có quan tâm rất là mạnh mẽ, và số lượng người xem những video của anh Phúc thực sự là rất lớn, rất nhiều, và ánh nhìn của mọi người, của cộng đồng xã hội đã view về hướng quán karaoke XO lớn và cực kỳ lớn như thế nào thì chúng ta đã biết rồi, chúng tôi không nói lại nữa. Nhưng rõ ràng trong câu chuyện này thì lực lượng và cơ quan chức năng cũng sẽ view về, cũng hướng ánh nhìn về, và cũng phải quan sát xem là liệu anh Phúc đang làm gì, làm như thế nào mà lại có những cái kết quả thành công tốt như thế, lại có cái khối tài sản lớn như thế. Và vấn đề thứ nhất chúng ta vừa nói đó là cái việc sự việc của anh Phúc quá nổi tiếng, đôi khi nó vừa là cái được nhưng nó lại cũng là cái điểm hạn chế. Điều thứ hai chúng tôi muốn làm rõ hơn đó là cái sự nổi tiếng của anh Phúc thực sự là rất nhanh, nổi tiếng quá nhanh và thiếu bền vững, không có nền tảng. Lý do là bởi vì cũng chỉ vì cái sự quan tâm mạnh mẽ tới mười mấy kg vàng, xe mạ vàng, rồi rất nhiều các cái tài sản liên quan tới vàng, thể hiện mình rất là giàu có, thì anh đã nổi tiếng lên nhanh chóng, chỉ trong vòng 3 tới 6 tháng. Sự nổi tiếng quá nhanh chóng sẽ dẫn đến những cái câu chuyện không có nền tảng, thiếu sự bền vững và thiếu cái cách để xử lý trong cái câu chuyện nếu như truyền thông có vấn đề, hoặc là bê bối truyền thông, hoặc là anh Phúc sẽ không có nhiều kinh nghiệm giống như những người làm showbiz để xử lý những vấn đề có thể gặp phải. Đó là điều thứ hai. Nó cũng là cái nguồn cơn của câu chuyện một vài các cái cách xử lý trong quá trình gọi là làm việc với các cái cơ quan báo chí cũng như làm việc với những cái bạn YouTuber, và để lộ ra một vài vấn đề. Vấn đề thứ ba chúng tôi muốn bàn tới đó chính là trong một số hoạt động thông thường trong xã hội, việc kinh doanh karaoke đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng việc kinh doanh karaoke siêu lợi nhuận, siêu giàu, siêu nhanh thì đó là điều bất thường. Và điều thứ ba chúng tôi muốn nói tới đây đó chính là cái tài sản mà anh Phúc khoe ở trên mạng cộng đồng xã hội. Thì vậy thì nguồn gốc tài sản ở đâu mà ra? Và cái việc này nó bắt đầu đặt cái dấu chấm hỏi cho cơ quan quản lý, áp lực lên các cơ quan quản lý, đặc biệt là cơ quan công an, đặt câu hỏi tại sao, tài sản nào, liệu tài sản này có phải là tài sản bất minh không? Và đây chính là điểm mấu chốt đã đưa cái câu chuyện
hoạt động điều tra ngầm của công an, lực lượng cơ quan chức năng đã đưa các cái trinh sát gọi là chuyên nghiệp vào để theo dõi quán karaoke KO, xem và nhận định đánh giá trong công tác quản lý thôi. Họ xem anh Phúc làm có đúng, có chúng, có hợp lý không. Và các trinh sát đã theo dõi quán trong vòng rất nhiều tháng, và cái kết cuối cùng thì chúng ta đã thấy rồi. Đó là điều thứ ba, đó chính là những cái việc mà khoe khoang tài sản trong mọi hoạt động kinh tế thì sẽ rất dẫn đến câu chuyện cơ quan chức năng sẽ đặt câu hỏi cho cái câu chuyện tài sản liệu có bất minh hay không. Họ chỉ là đây là làm công tác quản lý bình thường thôi, nên là cái câu chuyện này chúng ta cũng cần lưu ý. Điểm thứ tư đó là hoạt động trong lĩnh vực karaoke là một trong những hoạt động được gọi là hoạt động kinh doanh lĩnh vực nhạy cảm và chịu sự quản lý của gì ạ? Của cơ quan chức năng. Đây là một trong những hoạt động kinh doanh có điều kiện. Anh chị và các bạn phải lưu ý. Karaoke thì đương nhiên, và nó luôn luôn, sorry anh chị em và các bạn, nó luôn luôn đi cùng với gì? Đi cùng với cái câu chuyện đó chính là chúng ta phải lưu tâm rằng là nó luôn đi cùng với cái việc là chúng ta hát, chúng ta uống, chúng ta ăn trái cây, rồi thậm chí đôi khi nó còn có những cái câu chuyện liên quan XYZ nào nào này nọ khác. Thì rõ ràng ai trong chúng ta đã từng đi karaoke cũng đều có hiểu và làm rõ cái câu chuyện này. Nhưng khi mà quay lại câu chuyện quá nổi tiếng, góc nhìn quá lớn thì sẽ dẫn đến những cái áp lực rất lớn cho cơ quan quản lý tại cái địa phương đó. Họ sẽ buộc phải vào cuộc, bởi vì sao? Câu hỏi, dấu chấm hỏi cho cái bài toán, cái câu chuyện này là rất lớn và chịu áp lực của các gọi là các cấp lãnh đạo cấp cao hơn, nên cái câu chuyện dẫn đến cái điều đó là điều rất dễ xảy ra. Đơn vị quản lý lĩnh vực nhạy cảm họ sẽ buộc phải vào cuộc. Và một điểm thực sự quan trọng nữa, đó là điểm thứ sáu mà chúng tôi muốn nhấn mạnh, đó là anh Phúc đã bắt đầu có những cái dấu hiệu lấn sân sang lĩnh vực từ thiện. Khi lấn sân trong lĩnh vực từ thiện, đây là một lĩnh vực thu hút rất nhiều ánh nhìn, cực kỳ nhiều ánh nhìn của không chỉ những cơ quan tạo lập, không chỉ những cộng đồng xã hội, mà rất nhiều doanh nghiệp sẽ quan tâm tới. Và điều này là điều đẩy cái sự nổi tiếng lên một cái cao điểm, nó gọi là một cái điểm cao nhất trong cái sự nổi tiếng, và nó làm cho giọt nước tràn ly và cơ quan chức năng đã trong cái khoảng thời gian trước đó đã theo dõi. Vậy thì các cái trinh sát theo dõi các hoạt động của quán karaoke Phúc Yêu đã đưa ra những cái kết quả ban đầu bằng việc là bắt quả tang cái vụ việc gần 100 người, trong đó phần lớn là dương tính với ma túy, và là dấu chấm hết khiến Phúc Yêu chính thức bị khởi tố. Vâng, anh chị em và các bạn, karaoke là một hoạt động bình thường như bao hoạt động khác. Kinh doanh karaoke siêu lợi nhuận và nhanh, tạo ra một cái lợi nhuận lớn, đó là điều bất thường. Bất thường ở đây chúng ta muốn nói tới đó là làm gì để có được cái biên lợi nhuận và siêu lợi nhuận lớn và nhanh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Điều này là điều đặt ra cái câu hỏi lớn cho các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan công an, và áp lực cho cơ quan công an, cũng như là cái câu chuyện anh Phúc XO đã vô tình để lại cái dấu chân để dẫn cơ quan chức năng, đặc biệt là công an, tới với cái việc vi phạm của mình như thế nào. Là đó là cái câu chuyện mà chúng ta muốn trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn trong video này. Hy vọng là những chia sẻ, những cái bình luận, những cái đánh giá của chúng tôi sát với thực tế, hay, hấp dẫn và đem lại những hữu ích cho quý anh chị em và các bạn. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những cái bình luận trong những cái thông tin nóng, những cái Google gọi là những cái hot trend trong thời gian sắp tới. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã dành ít phút thời gian lắng nghe những gì chúng tôi chia sẻ. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một video tiếp theo.